mình phát hiện ra thằng đó có buộc, tức là trap mình đấy. Không bao giờ em sẽ chấp nhận cái chuyện này, dừng lại ngay lúc đó. Nhưng mà mình tha thứ cho nó à. Phát hiện người yêu có one night stand và friend with benefit mập mờ thì làm sao? Cái quan điểm của em khi yêu là cái gì của mày tao cũng có thể chấp nhận được và bỏ qua được. Miễn là đừng để một cái giống cái nào nó liên quan tới câu chuyện. Kể cả là ý là trong bất cứ mọi vấn đề thì đừng để cho một cái đứa con gái khác nó làm ảnh hưởng đến cái tâm trí và cái em, tâm trạng của tao. Số 1. Và duy nhất. Thì là số 1 mà và là duy nhất. Và không bao giờ có cái chuyện là em sẽ bị đau đầu hay là sẽ bị phân tâm hay là cái cảm xúc hoặc là cái mood của em sẽ bị ảnh hưởng bởi một người con gái khác. Nếu mà là như thế thì là không xứng đáng, thằng đấy nó không xứng đáng là người yêu. Có trả thù không? Không trả thù là cái cách là bỏ, là dừng lại ngay lúc đó thì đi luôn cái gì. Không bao giờ em sẽ chấp nhận cái chuyện đấy, kể cả là em có yêu người ta đến mức nào. Hãy tưởng tượng mình các lúc mình không có người yêu, ok, đêm đấy mình thích thằng đấy quá, mình đi chơi, mình chưa có người yêu nhá. Sau khi mà mình one night stand, mình phát hiện ra thằng đó có buồn, tức là trap mình đấy. Em thấy quan điểm của em ngủ với nhau ngay hôm đầu tiên là vớ vẩn. Ok, xả đi là đâu luôn. Là đách luôn đúng không? Đúng rồi. Ok thì em sẽ, nhưng mà em phải có một cái hành động nào đó để mà cho người yêu thằng kia biết hoặc là như nào chứ. Em cứ để nó như vậy hoài các cô gái à. Cái chuyện đấy là người yêu của ông ấy phải lo rèn rũ ông ấy chứ, tại sao em phải làm như thế? Nếu mà nó làm như vậy với em thì chắc chắn nó cũng sẽ làm với cả. Đúng rồi, chắc chắn làm với người khác, nhưng mà mình tha thứ cho nó à, để thằng để cô khác xử à. Bồ dễ tính quá, tự nhiên lại để cho những cái chuyện sơ hở như thế nó xảy ra. Thế nếu mà là bồ là đêm nào cũng bắt người yêu về nhà ngủ cùng và ngày nào cũng kiểm tra điện thoại. Vậy muốn dạy cho thằng kia một bài học cho cái sự đàng hoàng thì làm sao? Chứ cũng không phải việc của em, tại vì ngay từ đầu là em đến với cả người ta là cũng đã là không nghiêm túc rồi. Cô người yêu lúc đó của ông ấy ăn quá là dễ tính và quá là thả à, mình làm gì con kia nó cũng không biết đâu, kiểu mình đi làm gì này kia con cũng không biết đâu, thì người ta cũng sẽ bị vào cái tình huống là kiểu tao không muốn ăn cắp đâu, nhưng vì mày để trước mặt tao và không ai sẽ biết cả nên là tao phải ăn cắp. Anh sắp ra một bài hát có tên là Dựa Lên Mây, có một cái tình huống đưa ra đó là sẽ là như thế đó. Okay. Và em sẽ chờ nhé, để xem là cái cách giải quyết trong MV sẽ là chữ nào. Em cũng được xem trước ấy. Anh sẽ cho em xem một tập reaction. Đó. Hôm nay mình chỉ dừng lại đó thôi. Chúc cho bạn mau vượt qua được những cái nỗi đau trong cuộc đời nha. Nhưng mà hãy tích cực giống như An Tây. Phụ nữ hãy mạnh mẽ lên và hãy yêu thương bản thân và hãy nghe nhạc của anh Si, nhưng mà đừng có quá là chìm vào cái cảm xúc đấy quá. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Thank you anh.